trình tự học. Con nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Con nam mô ngũ hành thánh mẫu lương nương. Con nam mô tổ thầy Lê Sơn thánh mẫu. Con nam mô cửu thiên huyền nữ thánh mẫu. Con nam mô hội đồng thánh mẫu Phật tiên. Con xin phép qua điện thờ ngôi thanh bảo, phúng tụng niệm trì kinh dược sư bổ nguyện công đức ạ. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Con chuẩn bị tụng kinh dược sư bổ nguyện công đức, hồi hướng cầu siêu cầu an cho gia đình. Buổi tối hôm nay là ngày mùng 5, con Phật tử Mai Đức chính pháp danh giá đạo. Giờ này lòng thành là tối ngày mùng 5 Tết năm Tân Sửu 2021, con đánh lễ phụng cúng ngôi Tam Bảo, con cung kính cúi lạy chính phương trời, con lạy mười phương Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cung kính cúi lạy chư vị Bồ Tát, chư Phật khắp cả mười phương, các vị chư thiên, chư thánh, chư thần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Tạng giáo chủ Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Di Lạc Tôn Vương Phật, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề, Nam Mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt, Nam Mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương, Nam Mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con Nam Mô các vị chư thiên chư thánh chư thần trong tam giáo hội đồng thánh thần tiên Phật. Con cung kính cúi lạy tứ đại thiên vương long thần hộ pháp thiên long bát bộ từ bi gia hộ độ trì che chở cho gia đình chúng con. Giờ này lòng thành con quỳ dưới điện thờ ngôi tam bảo, xin phát nguyện cúng tụng niệm trì kinh dược sư bổn nguyện công đức. Nghi thức tụng niệm tịnh pháp giới chơn ngôn an lam tọa ha an lam tọa ha an lam tọa ha tịnh tam nghiệp chơn ngôn an ta pha bà pha trân đà ta pha đàn mà ta pha bà pha trân đô hám an ta pha bà pha trân đà ta pha đàn mà ta pha bà pha trân đô hám an ta phạ bà phạ trung đà ta phạ đàn mà ta phạ bà phạ trung độ ham. Cung hương tán Phật nguyện thứ diệu hương vân biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết tánh hiền duyên khởi quang minh đài, xưng tánh tác Phật sự phổ hư chung chúng sanh, giải phát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Kỳ nguyện tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú xưng tán hồng danh thập thứ công đức, nguyện thập phương thường trú tam bảo bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, đại bi hội thượng phần Bồ Tát từ bi gia hộ che chở cho phật tử gia đình chúng con. Nguyện phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ánh phổ nguyện ngậm siêu dương thới, hải yên hà thanh pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Tán Phật pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thân thiên nhân chi đạo sự tư sanh chi tự phụ. Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thang ức kiếp mạc năng tầng quán tượng năng lễ sở lễ tánh không thịnh đạo cảm ứng. Cảm ứng đạo giao nàng tư nghị ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung ngã tân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diện tiếp túc quy mạng lễ chi tâm đảnh lễ. Nam mô chi tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo.
chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà giao chú điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tạng Dương Chi Dương Chi Tịnh Thủy Biên Sai Tam Thiện Tánh Công Bát Đức Lợi Nhân Thiện Pháp Giới Quán Tăng Diện Diệt Tội Tiêu Khiên Hóa Diệm Hóa Hồng Liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát Tụng Chú Đại Bi Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên thù thiên nhạc vô ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô ăn ra đàn na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yết đê thước bát ra dạ bồ đề tăng đoá bà dạ ma ha tăng đoá bà dạ ma ha ca lô ni ca dạ ăn ta ban ra phàn duệ sô đàn na đà tọa nam mô tân kiết lần đoá y mông a di đà bà lô kiết đê tăng phân ra lăng đà bà Nam mô Na ra cẩn trì hê rì ma ha bàn đa sa mê tát ba a tha đậu du bằng a thể dừng tát ba tát đa na ma bà già na ma ba tát đa ma phạt đạt đậu đát điệp tha án na ba lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoá tát ba ma ra ma ra ma he đi đà dựng cu lô yết mông đồ lô pha xa gia đế ma ha pha xa gia đế đa ra địa thị ni tăng phật ra ra ma phàn ma ra mùng đế lệ he thân na a ra sam phật ra xá lợi pha sam phật ra xá gia hồ lô ma ra hồ lô he đi ta ra thân trì tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đà già bồ đà già di đế đi già na ra cẩn trì địa rị sanh ni na ba già ma na ta bà ha thân đà già ta bà ha ma ha thân đà già ta bà ha thân đà du nghệ thân ban ra già ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thân ra thân a mụn khê gia ta bà ma ha thân đà già ta bà ha giả kiết ra thân đà già ta bà ha ba đà ma yết thất ra già ta bà ha na ra cẩn trì bằng đà ra già ta bà ha ma ba lời thân yết ra già ta bà ha nam mô hăng ra đăng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yết đê thước ban ra già ta bà ha an thân điện đô mạng đa ra bàn đà già ta bà ha An thân điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta ba ha An thân điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta ba ha Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Khai Kinh Kệ Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp Ba thiên vạn kiếp nan tạo ngộ Ngã kim kiên văn đắc thọ trì Nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Tán Phật Đông Phương Giáo Chủ Thập Nhị Nguyện Vương Tứ Cửu Kim Đăng Diệu Đàn Tràng Thân Thân Diễn Chân Thường Đảnh Lễ Tán Dương Thiệu Tai Thọ Duyên Trường Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát
Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng công môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cầu, tam thiên hoa Phật giám kiện thành, nam diêm phúc quả ư trùng tu, tẩy trung liên hoa thự tế hình, giải kiết tiêu tai tăng duyên thọ, phúc cơ mạng vị báo khương ninh. Con thành kính cung thỉnh bảy đức dự, bảy đức Phật dược sư ngự pháp tòa, cho con được đánh lễ lên ngài. Niệm danh hiệu bảy đức Phật dược sư quán phần bậc đại y vương, 12 nguyện lớn cứu khổ trầm luân, thành tâm quy ngưỡng trang nghiêm đạo trường, niệm trì danh hiệu đèn hoa cúng dường, đảnh lễ Phật tượng cung kính tán dương, làm phan tụng mang tuổi thọ miên trường, diệt trừ tội chướng oan nghiệp không còn, phước lộc tăng trưởng quả chứng chân thường. Nam mô Hoàng Thắng Thế Giới Thiện Danh Xưng Các Tường Như Lai. Nam mô Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Hoàng Âm Tự Tại Vương Như Lai. Nam mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới Kim Sang Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. Nam mô Vô Thế Giới Vô Tội Tăng Các Tường Như Lai. Nam mô Pháp Tràng Thế Giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Nam mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. Nam mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bổn nguyện công đức ta nghe như vậy: một thuở nọ Đức Bạt Già Phạm đi châu du giáo hóa các nước đến thành Quang Nghiêm, ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với 8.000 vị đại bí sô, 36.000 vị đại bồ tát, các hàng quân vương, đại thần bà la môn, các hàng cư sĩ thiên long bát bộ cùng nhân phi nhân, cả thái đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật cùng kinh thỉnh ngài thuyết pháp. Lúc bây giờ ông mạng thù thân lợi pháp vương tử nhờ oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, vén nghi để bài vai bên hữu và gối bên mặt quỳ sát đất, khép nép chắp tay hướng về phía Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối mong ngài nói rõ những danh hiệu, những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật, để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ, và để cho chúng hữu tình ở đời thượng pháp được nhiều lợi lạc về sau. Đức Thế Tôn khen ông mạng thù thân lợi đồng tử rằng: hay thay, hay thay, mạng thù thân lợi, ông lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật, là vì muốn cho chung hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc, lợi ích an vui trong đời thượng pháp về sau. Nay ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Ông mạng thù thân lợi bạch rằng: dạ mong Thế Tôn nói, chúng con xin nghe Phật báo. Ông mạng thù thân lợi: ở phương đồng cách đây 10 căn già xa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly,
Đức giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phân bát già phạm. Này mạng thù thân lợi đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hạnh đạo Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn khiến cho chung hữu tình cầu chi được này. Nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo chánh đẳng chánh giác thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chung hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trượng phu cùng 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn không có chút nhơ bận ánh quang mình chói lọi khắp nơi công đức cao vòi vòi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng tỏ hơn vầng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề dụng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chung hữu tình khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề nếu có chung hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo bồ đề hoặc có những người tu hành theo hạnh tinh văn động giác thì ta cũng lấy pháp đại thừa mà dạy báo cho họ. Nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới và sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường ác. Nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ các căn không đủ xấu xa cờ khạo tai điếc mắt đuôi nói năng ngọng liệu tai chân thật nguyện lát hủi điên cuồng chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có chung hữu tình nào bị những bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa không ai để nương nhờ không gặp thầy không gặp thuốc không bà con không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khôn khổ mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ thân tâm an lạc gia quyến sum vầy của cải sung túc cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bực tức sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai có đủ hình tướng trượng phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề thì khiến cho những chung hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả các sự ràng buộc của ngoại đạo nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh bồ tát đặng mau chứng đạo chánh đẳng bồ đề.
Nguyện thứ 10 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp luân nhà vua gia tội phải bị xiềng xinh đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã thân tâm, chịu nhiều nỗi khổ buồn rầu bực rứt. Hãy nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức ngoài thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ô khổ ấy. Nguyện thứ 11 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hãy nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon là bạn bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cai cảnh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ 12 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu ngày đêm khổ bức, hãy nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn, nào các thứ y phục tốt đẹp, nào các thứ bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa phấn sáp bát ngát mùi thơm, và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng đều được thỏa mãn cả. Này mạng thù tân lợi, đó là 12 lời nguyện nhiệm màu của Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai, ứng chánh đẳng giác phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát. Lại nữa mạng thù thân lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai kia, khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài, dẫu ta nói mạng một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi phần kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ, và cả đến thiên khổ cũng không. Ở cõi ấy đấng toàn bằng chân lưu ly, đường đi có dây bằng vàng dặn làm ranh giới, còn thành quách cung điện mái hiên cửa sổ, cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng độ thất báo làm ra. Thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Về cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Biển Chiếu và Nguyệt Quang Biển Chiếu, chính là hai bậc thường thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sâm bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mạng thù thân lợi, vì thế những kẻ tiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài. Lúc ngay Đức Thế Tôn lại bảo ông mạng thù thân lợi đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bón xẻng tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quà báo của sự bố thí là gì. Ngu si vô trí thiếu hẳn đức tin, lại ham chữa chấn của cái cho nhiều, đêm ngày bò bo gìn giữ, thấy ai đến xin lòng đã không muốn. Nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đạo đơn mến tiếc dường như cắt thịt cho người vậy. Lại có vô lượng chung hữu tình tham lẫn, chỉ lo tinh trữ của cái cho nhiều, mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đem của ấy thí cho cha mẹ vợ con tồi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin. Những kẻ tham lẫn ấy khi chết bị đọa vào đường ngạ quỷ hay bàn sanh, mặc dầu ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước sống trong cõi nhân gian, đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu ngài thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ súng sanh,
biết sợ sự đau khổ nên không ngừa đắm dục lạc, mà còn muốn tự mình làm việc bố thí khen ngợi người khác làm việc bố thí, không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem cả đầu mắt tay chân hay máu thịt của phần thân mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được, huống chi của cái là những vật thừa. Lại nữa, mang thù thân lợi trong chung hữu tình, nếu có những người nào thọ các giới của phần để tu học mà lại phá giới, hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói. Hoặc có kẻ tuy đà văn mà có thói tăng thượng mạng, do thói tăng thượng mạng ấy che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình là phải người khác là quay, chê bai chánh pháp kết đảng với ma, những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo tà kiến mà lại còn khiến cho vô số ứng chiều trung hữu tình cũng bị sa vào hố nguy hiểm. Những chung hữu tình ấy bị trôi lăn trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hạnh dữ tu theo các pháp lành, khỏi bị đọa vào vòng ma tu nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hạnh dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào vòng ma tu, thì cũng nhờ oai lực bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi ác tu mạng chung trở sanh vào cõi người. Được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo điều hòa tâm ý, bỏ tục xuất gia thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai, đã thông hủy phàm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa được thói tăng thượng màn, không chê bai chánh pháp, công bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hạnh Bồ Tát chống được viên mãn. Lại nữa, mang thù thân lợi, nếu chúng hữu tình có tánh tham lam tận đổ hay khen mình chê người thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súng sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết. Khi đã mãn sự đau khổ kia liền từ nơi đó mạng chung sanh lại khỏi người, phải làm tâm trâu ngựa lừa lạng đà, thường bị người hành hạ đánh đập và bị đói khát giày vò, lại phải đi đường xa chở nặng cực nhọc muôn phần, còn như mây đang làm thân người thì lại bị sanh vào hạng hạ tiện, phải làm tội tơ cho kẻ khác, mãi bị họ sai sử, không khi nào được chút thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì do cái nhân lành ấy, ngày nay nhớ lại chí tâm quy y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị ma toa coi mọi sự khổ não, các căn thông lợi trí huệ sáng suốt, lại thêm đa văn hằng cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành đời đời dưng hẳn lưới ma, đập nát vỏ vô minh ta càng sống phiền não, mà được giải thoát khỏi nạn sanh lão bệnh tử và những nỗi đau khổ lo buồn. Lại nữa, mạng thù thân lợi, nếu chúng hữu tình có thanh nữa sự ngàn chai chia lìa tranh đấu kiền cao lẫn nhau, làm não loạn cho mình và người, đem thân khẩu ý tạo thêm mại những ác nghiệp xoay qua trở lại, thường làm những việc công nhiều ít để mưu hại lẫn nhau, hoặc cao triệu những thần ở nuôi rừng cây mà để hại người, hoặc diệt chúng sanh lấy huyết thịt cúng tế quỷ dược xoa ba quỷ la sát để cậy quỷ hại người, hoặc biên tên họ và làm hình tượng của người cô oán, rồi dùng phép chú thuận ta ác mà trù ẻo cho chết, hoặc theo lối êm đôi và nhùng những đồ độc, hoặc dùng chú pháp hại mạng người. Nếu chung hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì các thứ tà ác kia không thể hại được tất cả những kẻ ác tâm kia, đều trở lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn nghĩ tổn não và tâm hiềm giận, hai bên hòa hảo với nhau và đối với vận thọ dụng của ai
thì người ấy tự vui mừng biết đủ không xâm lấn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Lại nữa mạng thù thân lợi nếu trong hàng thư chúng bi sô bi sô ni ô ba sánh ca ô ba tư ca và những kẻ thiền nam tinh nữ đều có thọ trì tám phần trai giới hoặc trong một năm hoặc mỗi năm ba tháng vân dự giới pháp làm nơi ý chỉ tu học rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp. Nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì khi mạng chung sẽ có tám vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tần Nghị Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vãng sanh trong những hoa bao đủ màu. Hoặc nếu có kẻ nhớ nguyện lực của Đức Dược Sư mà được thác sanh lên cõi trời và mặc dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn coi chưa hết thì không còn sanh lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ cõi trời đã mãn sanh lại trong cõi người thì hoặc làm đến bậc luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ oai đức tử tài giao hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thậm tiện hoặc sanh vào dòng sát đế lị Bà La Môn hay cư sĩ đại gia của tiền dư dậm co đụng tràn đầy tướng mạo đoan trang quyến thuộc xâm vầy lại được thông minh trí huệ giống mắng oai hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa. Này mãn thù thân lợi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi đã chứng được đạo Bồ Đề do xưng vốn nguyện mà ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các thứ bệnh khổ như da vàng gậy ôm cảm nhiệt tương hàng hoàng trung phải những thứ em đối đồ động hoặc bị hoành tử hoặc bị chết non muôn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi ngài nhập định từ trong dụng kể phóng ra luồng ánh sáng lớn trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni Nam mô Bàn Già Phàn Đế Bề Sa Xà Lù Rỗ Thích Lô Ly Bát Lạc Bà Hắn Ra Xà Giả Đa Ta Yết Đa Gia Ra Hắn Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia Đa Địa Thang Bề Sang Thể Bề Sang Thể Bề Sang Xà Tam Mộ Việt Đế Toa Hàng. Lúc ấy trong luồng ánh sáng diện chú này rồi cả đại địa rung động phong ra ánh đại quang minh làm cho tân cả chúng sanh dứng hết bình khổ hưởng được an vui. Này mạng thù thân lợi nếu thấy những người nào đang mang bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sạch sẽ và vì họ nhấn tâm tụng chú này 108 biên chú nguyện trong đồ ăn trong thua uống hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chung được sanh về thế giới tịnh lưu ly không còn thôi chuyện rồi dần dần tu chứng đến đạo quả bồ đề. Vậy nên mạng thù thân lợi nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa. Nếu có những kẻ tịnh tín nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ân chanh đẳng giác mỗi sớm mai sung miệng đánh răng tắm gội sạch sẽ xong lại thắp hương rải dầu thơm các món ký nhạc để cúng dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tất cả những vật cần dùng đừng để thiếu tốn hệ hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đặng đạo quả bồ đề nữa.
Lúc bây giờ mang tu thân lợi đồng tử bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thề qua thời kỳ tượng pháp sẽ dùng đủ trước phương tiện khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cả đến trong dân ngụ của họ. Con cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này thân tịnh nơi tai cho họ đó biết. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng nói bày tỏ cho người khác hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh này, hết lòng cung kính tôn trọng dùng những bóng thơm dầu thơm ca thư hương đốt tràn hoa anh là phương lòng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường, hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đáy đựng kinh này rồi quét dọn một nơi sạch sẽ thiết lập một cái tòa cao mà để lên, thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chung ở ca cõi trời khác đều đến đó mà cúng dường và thủ hộ. Bành Đức Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bồ nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nàng hoạn tử cũng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Phần báo mạng thù thân lợi phải phải thiệt đúng như lời ông nói này, mạng thù thật lời nếu có những người tình tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì trước phải tạo lập hình tượng ngài đem để trên tòa cao chân dọn sạch sẽ các thứ rồi rải bông đốt các thứ hương dùng các thứ tràn phan trang nghiêm chỗ thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm phải thọ tám phần trai giới ăn đồ thanh trai tâm gội và y phụng chính tề giữ lòng thanh tịnh không giận dữ không sát hại đối với tất cả các loài hữu tình phải khởi tâm bình đẳng đủ cả tâm từ bi hỷ xả làm cho họ được lợi ích đáng vui đánh nhạc ca hát ngợi khen và cho phi hữu đi nhiễu quanh tượng Phật lại phải nghĩ nhớ công đức bổ nguyện và đọc tụng kinh này suy nghiệm nghĩa lý mà diện nói khai thị cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được toại ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái. Lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điềm chim bao giữ còn khi thân thấy những ác tướng như chim đến đầu nơi vườn nhà hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy dùng những của báu cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì những ác mộng ác tướng và những điềm xấu ấy thái đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đao thuốc độc và các cầm thu giữ gây sự sợ hãi như voi sư tử cọp soi gấu rắn độc bò cạp rít sơn lằn mũi mà hết lòng nhớ niệm và cung kính cúng dường đức phật dược sư thì sẽ được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy hoặc nếu bị nưa khác xâm lăng nhiễu hại trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính đức phật dược sư thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy. Lại nữa mạng thù thân lợi nếu có thiện nam tín nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ những vị trời nào chỉ một lòng nương theo phận pháp tăng thọ trì giới cấm hoặc năm giới mười giới bồ tát mười giới trồng 48 giới kinh tỳ kheo 250 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai hủy phạm những giới pháp đã thọ sở đọa vào ác tu hãy chuyên niệm và cung kính cúng dường đức phật dược sư thì quyết định không thọ sanh trong ba đường ác. Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sáng phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lễ bái mà hết lòng cung kính cúng dường đức phật dược sư thì có những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mạo đoan trang lợi căn thông minh an ổn ít bệnh hoạn ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí.
Lúc ấy Đức Thích Ca cùng bảo ông A Nan rằng: theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là những công hạnh rất sâu xa của chư Phật, có hiểu thấu được vậy ông có tính chăng? Ông A Nan bạch Phần bạch Đức Thế Tôn: đối với khế kinh của Như Lai nói, không bao giờ con sanh tâm nghi hoặc. Bởi vì sao vậy? Vì những nghiệp thân khẩu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh. Bằng đứng Thế Tôn, bằng trời bằng trăng có thể rơi xuống núi, diệu cao có thể lay động, những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bằng đứng Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào tinh căn không đầy đủ, nghe nói đến những công hạnh sâu xa của chư Phật, thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu của một đức Phật dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy? Vì sự công tin đó trở sanh lòng hủy ban, nên họ phải mất nhiều điều lợi ích mài ở trong cảnh đêm dài tâm tối, và lại còn bị đọa lạc trong các đường ác thú lưu chuyển không cùng. Phật lại bảo ông A Nan: những chúng hữu tình này nếu nghe danh hiệu đứng phần dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì thật vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hành rất sâu nhiệm của chư Phật, có tin có hiểu mà nay ông lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Này A Nan, thân cả các hàng thịnh văn động giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sở địa đều không thể tin hiểu đúng như thật, chỉ trừ những bậc nhân sanh sở hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người khó đặng nhưng hết lòng tin kính tôn trọng ngôi tam bảo còn khó hơn, huống chi nghe được danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo, phát công biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp sau có thể mau hết, chứ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của đứng phần kia không khi nào nói cho hết được. Lúc bây giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bèn nghi để bài vai bên hữu gối bên mặt, quỳ sát đấng cuối mình chắp tay bành phấn rằng: bạch đại đức Thế Tôn, đến thời kỳ thượng pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khôn khổ, tận bệnh luôn luôn thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khổ ràng, mắt thấy đen, tôi tưởng chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc, thân người bệnh vẫn còn nằm đó, mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem lại trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vị thần cầu sanh đem số ghi tội phước của người đó dâng lên vua Diêm Ma. Lúc ngay vua phán hỏi rồi kể tin những tội phước của người kia đã làm mà sự đoán. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy y với đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai và thịnh chúng tăng động tụng kinh này, đốt đèn bấy tầng treo thần phan tụng mạng năm sáng, thì hoặc liền trong lúc ấy, hoặc trải qua bái ngày 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày, thần thức người kia được trở lại như vừa tịnh dân chiêm bao, tự mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ, bởi chính đã rõ thấy nghiệp báo như vậy, nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tịnh tính thiện nam tinh nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường đứng phận dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bây giờ ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:
Này thiện nam tử nên cùng kính cúng dường đưng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và phan thuận mạng phải làm cánh sao cứu thoát. Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyên thuộc họ phải thọ trì tám phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm tùy theo sức mình xăm sửa đồ ăn uống ca thứ cần dùng. Khác cúng dường chư tăng ngày đêm 6 thời lễ bái cúng dường đưng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đọc tụng kinh này 49 biên và thắp 49 ngọn đèn. Lại tạo 7 hình tượng đưng dược sư trước mỗi hình tượng đề 7 ngọn đèn. Mỗi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài 49 gang tay và phải phóng sanh 49 thứ loài vận thì người bệnh ấy qua khỏi anh nàng không còn bị hoành tử và bị các loài quỷ nhiễu hại. Lại nữa A Nan, nếu trong dòng sát đê lỵ có những vị quân vương đã làm lệ quan đảnh mà gầm lũng có nạn nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn hay bị nạn tinh tú biến ra nhiều điềm quai dị, nạn nhật thận nguyệt cực mưa gió trái mùa hay bị nạn quá thời tiết không mưa thì lúc ấy các vị quân vương kia phải đem lòng từ bị thương xót tân cả chung hữu tình lẫn xa cho tội nhân bị giam cầm. Rồi y theo pháp cúng dường đã nói trước mà cúng dường đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì do căn lành này và nhờ xưng 4 nguyện của đứng dược sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thông được mùa tân, cả chung hữu tình đều vui vẻ không bệnh hoạn, không có thần dược xoa bão ác não hại lệ dân, tân cả các tướng ấy đều ẩn mân và các vị quân vương kia được sống lâu sưng mạnh không bệnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích. Này A Nan, nếu các hoàng hậu hoàng phi công chúa thái tử vương tử đại thần phụ tướng thề nữ trong cung bá quan và thứ dân mà bị bệnh khô cùng những ánh nạn khác thì cũng nên tạo lập thần phan năm sắc trong đèn sáng luôn, phóng sanh các loài vận rái hoa đủ sắc đốt các thứ danh hương để cúng dường đưng phận dược sư thì sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. Lúc nay ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được cứu thoát? Bồ Tát nói: Này Đại Đức, Đại Đức ca công nghệ Như Lai nói có chính tư hoành tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tùng mang tu các phước đức và nhờ tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Ông A Nan hỏi chính thứ hoành tử là những thứ chi cứu thoát? Bồ Tát trả lời: Một là nếu có chung hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người săn sóc hay giá có gặm thầy lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang xương, lại đang lúng bệnh mà tin theo những tuyết họa phước vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo yêu người trong đời. Lại đang lúng bệnh mà tin theo những thuyết họa phước vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt trong đời, sanh lòng rúng sợ không còn sự tự chủ đối với sự chân chánh đi bói qua để tìm hiểu mối họa rồi giết hại loài, để giết hại loài vật để tâu với thần mình vái vang cùng vong lương để cầu xin ban phước mong được sống lâu nhưng rốt cuộc không thể nào được. Bởi si mê lầm lạc tin theo tà kiến điên đảo nên bị hoành tử đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi, hai là bị phép vua tru lụng, ba là xa đắm sự chơi bời săn bắn đam mê tủ sắc buôn lung vô độ bị loài quỷ đoạt mất tinh khí, bốn là bị chết thiêu, năm là bị chết đắm, sáu là bị các thú dữ ăn thịnh, bảy là bị sa từ trên núi cao xuống, tám là bị chết vì thuốc độc nếm đôi rủa nộp trù ẻo và bị quỷ tử thi làm hại, chính là bị đói khát khốn khổ mà chết, đó chính là thinh, đó là chính thư hoành tử cố Như Lại nói. Còn những thư hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được.
Lại nữa A Nan vua Di Ma kia là chủ lắng ghi chép sổ bộ tên tuổi tội phước. Trong nhân gian nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch hủy nhục ngôi tam bảo phá hoại phép vua tôi, hủy nhục điều cấm giới thì vua Di Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phan phong sanh tu phước kiến coi được ca cổ quách, khỏi gặp những tai nạn. Lúc bây giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dược xoa đại tướng đều ngồi trong hội, như Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Sủy La đại tướng, An Đề La đại tướng, Ác Đề La đại tướng, Sang Đề La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Dị La đại tướng, Ma Hộ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Độ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng. 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có bái ngàn dược xoa làm quyến thuộc đồng cất tiên bạch phận rằng bạch đứng Thế Tôn. Hôm nay chúng con nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sợ trong các đường ác thu nữa. Chúng con cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật pháp tăng, thề sẽ gánh vác cho chung hữu tình làm việc nghĩa lợi, đưa đến sự nhiều ích nan vui tùy nơi nào, hoặc làng xóm thành nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ. Nếu có kinh này lưu bố đến, hay có người thọ trì danh hiệu đứng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường ngài, thì chúng con cùng quyên thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi những tân cà ca cách nạn, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu ai có bị bệnh hoạn khổ ách muốn cầu cho khỏi thì cũng nên động tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự. Chúng con khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở gút ra. Lúc này đứng phần thỉnh ca khen các vị dược xoa đại tướng rằng hay thay hay thay, đại dược xoa tướng các công nghị muốn báo đáp ân đức của phần dược sư Lưu Ly Quang nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích tan vui cho tân cả chúng hữu tình như vậy. Đồng thời ông A Nan lại bạch phận rằng bạch đứng Thế Tôn, pháp môn này gọi tên là gì và chúng con phải phụng trì bằng cánh nào? Phần bảo A Nan, pháp môn này gọi là thuyết dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bốn nguyện công đức, cũng gọi là thuyết thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kiết nguyện thần chú, và cũng gọi là bạc trừ nhất nghiệp, bạc trừ nhất thiết nghiệp chứng cứ, nên đúng như vậy mà thọ trì. Khi đứng bạc và phạm nói lời ấy rồi, các hàng đại bồ tát, các đại thinh văn cùng quốc vương đại thần bà la môn cư sĩ thiên long dược xoa kiền thác bà a tố lạc yết lộ trà cẩn nại lạc mà khô lạc và người cùng các lại quý thần, tất cả đại chúng đều hết sức vui mừng và đồng tin chịu vâng làm. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát, Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát, Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát. Dược sư quán đảnh chớ ngôn. Nam mô Bản Già Bằng Đề Bê Sa Sa Lu Lô Tân Lô Lê Ba Lăng Bằng Ra Sa Ya Đa Tha Đa Ya Rang Đề Tham Miu Tham Bồ Đà Ya Đa Đi Tham Bê Đăng Thế Bê Sang Thế Bê Sa Sa Lam Mô Vi Đế Toa Hàng. Nam mô Bản Già Bằng Đề Bê Sa Sa Lu Lô Tân Lô Lê Ba Lăng Bằng Ra Sa Ya Đa Tha Đa Ya Rang Đề Tham Miu Tham Bồ Đà Ya Đa Đi Tham Bê Đăng Thế Bê Sang Thế Bê Sa Sa Lam Mô Vi Đế Toa Hàng. Nam mô Bản Già Bằng Đề Bê Sa Sa Lu Lô Tân Lô Lê Ba Lăng Bằng Ra Sa Ya Đa Tha Ye Đa Ya Rang Đề Tham Miu Tham Bồ Đà Ya Đa Đi Tham Bê Đăng Thế Bê Sang Thế Bê Sa Sa Lam Mô Vi Đế Toa Hàng. Nam mô Bản Già Bằng Đề Bê Sa Sa Lu Lô Tân Lô Lê Ba Lăng Bằng Ra Sa Ya Đa Tha Đa Ya Rang Đề Tham Miu Tham Bồ Đà Ya Đa Đi Tham Bê Đăng Thế Bê Sang Thế Bê Sa Sa Lam Mô Vi Đế Toa Hàng. Nam mô Bản Già Bằng Đề Bê Sa Sa Lu Lô Tân Lô Lê Ba Lăng Bằng Ra Sa Ya Đa Tha Đa Ya Rang Đề Tham Miu Tham Bồ Đà Ya Đa Đi Tham Bê Đăng Thế Bê Sang Thế Bê Sa Sa Lam Mô Vi Đế Toa Hàng. Nam mô Bản Già Bằng Đề Bê Sa Sa Lu Lô Tân Lô Lê Ba Lăng Bằng Ra Sa Ya Đa Tha Đa Ya Rang Đề Tham Miu Tham Bồ Đà Ya Đa Đi Tham Bê Đăng Thế Bê Sang Thế Bê Sa Sa Lam Mô Vi Đế Toa Hàng. Nam mô Bản Già Bằng Đề Bê Sa Sa Lu Lô Tân Lô Lê Ba Lăng Bằng Ra Sa Ya Đa Tha Đa Ya Rang Đề Tham Miu Tham Bồ Đà Ya Đa Đi Tham Bê Đăng Thế Bê Sang Thế Bê Sa Sa Lam Mô Vi Đế Toa Hàng.
Nam mô Bản Già Phạn Đế Bệ Sát Xà Lù Lô Thinh Lô Ly Bán Lằng Bà Hăng Ra Xà Giá Đa Tha Yết Đa Gia Ra Hăng Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia Đa Địa Thang Bệ Sang Thể Bệ Sang Thể Bệ Sát Xà Tam Mô Việt Đế Toa Hằng. Dài kiết, dài kiết, dài oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều dài hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiết. Dược sư Phật thiêu tai diên thọ, dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật. Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều dài hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiết. Dược sư Phật tiêu tai diên thọ, dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật. Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiết. Dược sư Phật tiêu tai diên thọ, dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật bài tán dược xoa 12 đại tướng, dược xoa giúp Phật tuyên dương chỉ ngũ sanh cung tên kia, tùy nguyện đều được viên thành oan nghiệp, chứng sanh phước thọ mái khương đình. Bát Nhã Tâm Kinh. Tâm trí hoài thịnh thinh rộng lớn sang trong ngần chẳng bần mấy chẳng lầu lầu một tánh thiên chân bao trùm muôn loài khó phân thánh phàm. Vận tâm mấy lặng trong sáng suốt cõi bờ kia, một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bày đính đan. An Bồ Tát danh quán tự tại khi tham thiền vô ngại, đến trong thấm vào tri huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tân cả không chi khổ quách trong thước tâm hiền cảnh sát ra. Sắc không chung ở một nhà không chẳng ca, sắc sắc não khác không ấy, sắc tương cũng đồng không tương, không tương nghi như tưởng sắc kia, thọ tưởng hành thân phân chi cũng lại như vậy, tổng về chân không tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tương nọ luống chân, chẳng sanh chẳng diệt tượng chân, chẳng cầu chẳng tình chẳng sợ chẳng thêm cỡ ấy, nên cõi trên không giới thề lao lào vô ngại, thường chân vốn công ngụ ấn lắm thân sao căng, chẳng có sao trần cũng không thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thượng giới cũng không thanh không, sang suốt đại đồng bộ minh chẳng có mửa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì và chết, huống chi là hết chết, và sao tứ đế cũng chẳng có nào, không chỉ là trí có não đắc chi, do vô sở đắc ly, tất cả nhân pháp kia đều xả nhị không. Vận lòng trí huệ linh thông bờ kia, mau đến tâm không ngại gì, không quái ngại có chi, cũng bố thức xa lìa mộng thường đạo điên, tâm không rốt ráo chi, duyên niết bàn qua chứng chớ nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật nghi đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề chân quả chánh chân, cho hay Bát Nhã là hơn pháp môn tôi tăng cõi chân máu về. Thiệt thần chú linh tri đại lầm, thiệt thần chú đúng bận quang minh ấy, chú tối thường ngoại linh ấy, chú vô đẳng tịnh tinh ngoái thần. Trừ thân cả nguyên nhân cá cổ, tức tỉnh lòng giác ngộ vô sự, thiên nhiên chân thiệt bất cư án, lam thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát.
Nam mô thập nhị dược xoa đại thần tướng. Nam mô thập nhị dược xoa đại thần tướng. Nam mô thập nhị dược xoa đại thần tướng. Nam mô dược sư hải hội phần Bồ Tát. Nam mô dược sư hải hội phần Bồ Tát. Nam mô dược sư hải hội phần Bồ Tát. Tiểu tài các tường thần châu, nắng mồ tam mãn đa mẫu đà nằm ma bát ra đề hà đa xá ta nặng nắm đá địa ta án khê kê kê hế kê hế hồng hồng nhập phà ra, nhập phà ra bát ra, nhập phà ra bát ra, nhập phà ra đề sẵn xa, đề sẵn xa sẵn trí rị, sẵn trí rị ta phấn tra, ta phấn tra phiến đề ca thấn rị duệ ta phà ha. Tiểu tai thần chủ chi diệu chi linh phước tính chủ thọ báo cương ninh bốn mạng đắc hòa bình là kế kim tinh ắc diệu hóa kiết tường. Nam mô tiểu tai giáng kiết tường Bồ Tát. Nam mô tiểu tai giáng kiết tường Bồ Tát. Nam mô tiểu tai giáng kiết tường Bồ Tát. Hồi hướng cầu an công đức thù thắng hạnh vô biên tăng phước giai. Hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vàng vô lượng quán Phật xá. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cựu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bân thối Bồ Tát vi bàn lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập mưu nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Tam quy y tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thệ giới đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhân thiết vô ngại. Con xin đảnh lễ kính lạy và niệm danh hiệu bảy đức Phật dược sư từ bi phổ độ hộ trì cho chúng con. Niệm danh hiệu bảy đức Phật dược sư quán Phật bậc đại dĩ vương 12 nguyện lớn cứu khổ trầm luân thành tâm quy ngưỡng trang nghiêm đạo trường. Niệm trì danh hiệu đèn hoa cúng dường đành lễ Phật tượng cung kính tán dương làm phan tụng mạng tuổi thọ miên trường diệt trừ tội chướng ngoan nghiệp không còn phước lộc tăng trưởng quả chứng chân thường. Lai
Nam mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới Pháp Hải Tăng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. Nam mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Con thành kính đảnh lễ tạ ơn chính phương trời, con tạ ơn mười phương Phật, con cung kính cúi lạy Đức Phật Dược Sư Từ Bi Quảng Đại Phổ Hộ Độ Trì che chở cho gia đình chúng con đón năm mới 2021, năm Tân Sửu được nhiều mọi điều may mắn dồi dào, sức khỏe được mọi điều bình an. Con xin hồi hướng công đức này nguyện cầu siêu cầu an cho gia đạo. Con xin hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ và anh chị em ông bà cứu huyền thân tổ. Trong gia đình nhà con đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu an cho tất cả các chị em trong gia đạo và tất cả các hàng con cháu trong gia đạo luôn được mọi điều mạnh khỏe bình an, học hành thông minh sáng suốt, làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Cầu xin trời Phật từ bi gia hộ. Con đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Sớ cầu siêu cầu an, con xin kính cẩn dâng lên nguyện cầu trời Phật từ bi gia hộ ban phước lành. Con cung kính cúi lạy ba mẹ, con cúi lạy ông bà cửu huyền thất tổ, hai bên nội ngoại họ Mai họ Đỗ và bà tổ cô. Con cung kính cúi lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, con cúi lạy bảy vị dược sư linh thiêng từ bi gia hộ che chở cho chúng con. Con cúi lạy tứ đại thiên vương gia hộ che chở cho chúng con. Điện thờ ngôi Tam Bảo, con xin tôn trí và dâng lên cúng Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thời khóa tụng kinh tối hôm nay ngày mùng 5 Tết đến đây hoàn mãn, con xin đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo và xin chào tất cả các quý vị Phật tử cùng tu tại gia. Nam mô A Di Đà Phật.